Arsenal đã tiếp nối chuỗi trận thăng hoa của mình ở Premier League sau khi giành chiến thắng nhẹ nhàng trước Leeds United. Đây rõ ràng là một trận đấu áp đảo của các vị khách đến từ London. Tuy nhiên, bài toán dứt điểm vẫn là vấn đề pháo thủ cần phải cải thiện. Trong cuộc họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Marcelo Bielsa chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội ở trận này. Trận đấu này là hai nửa khác biệt. Trong hiệp 2, Leeds đã có thể chiến thắng, nhưng trong hiệp 1, chúng tôi đã bị thủng lưới nhiều hơn. Những lần mất bóng ở phần sân nhà và trung tuyến của Leeds đã gia tăng sức mạnh tấn công cho đối thủ. Để có thể tăng mức độ nguy hiểm có thể tạo ra, Leeds cũng cần thu hồi bóng khi Arsenal triển khai tấn công. Họ có khả năng lấy bóng khi chúng tôi cố gắng tổ chức tấn công, còn chúng tôi thì không thể. Tôi nghĩ đây là lời giải thích cho sự khác biệt giữa hai đội. Trong khi đó, huấn luyện viên Mikel Arteta lại hết lời khen ngợi Martinelli và Smith Rowe. Họ phải đối đầu với một trong những đội bóng giàu thể lực nhất giải đấu và tất nhiên các cầu thủ cần phải sẵn sàng. Họ vẫn đang học hỏi và đang tạo ra sự khác biệt trong trận đấu. Các cầu thủ dày dặn kinh nghiệm cũng đóng một vai trò quan trọng ở trận này. Cậu ấy đang trưởng thành, luôn sẵn sàng học hỏi ở mọi lúc mọi nơi. Niềm đam mê trong cuộc sống của Gabriel là bóng đá. Bạn có thể nhận thấy điều đó trên sân cỏ. Emile Smith Rowe đã ghi 7 bàn ở mùa này, đó là một con số xuất sắc. Chúng tôi đang muốn cậu ấy thêm khả năng săn bàn vào lối chơi của mình. Một trong những chủ đề được quan tâm ở hiện tại với Arsenal, đó là họ sẽ mang được ai về ở phiên chợ đông sắp tới. Một tiền đạo chất lượng, một hoặc hai tiền vệ trung tâm, đó được cho là sẽ là thứ tự ưu tiên của pháo thủ trong tháng 1. Chia sẻ về kế hoạch chuyển nhượng sắp tới, huấn luyện viên Mikel Arteta thừa nhận: "Chúng tôi vẫn đang phải thảo luận và bàn bạc. Chúng tôi có những cuộc nói chuyện hàng tuần về vấn đề này, cách chúng tôi có thể cải thiện đội bóng và về những điều xảy ra trong phiên chợ tháng 1 có thể ảnh hưởng đến đội hình của chúng tôi. Như bạn đã biết, chúng tôi có một số cầu thủ với tương lai bất ổn trong mùa hè. Vì vậy, chúng tôi phải lên kế hoạch cho những gì xảy ra ngay bây giờ và cả trong mùa hè năm sau. Có rất nhiều việc phải làm, chúng tôi biết và chúng tôi không mong đợi những điều lớn lao sẽ xảy ra. Nhưng chúng tôi cần phải hết sức tỉnh táo trên thị trường chuyển nhượng để xem thử liệu có thể cải thiện đội ngũ của mình vào lúc đó hay không." Có thể thấy, dù chưa vạch ra những kế hoạch quá cụ thể, nhưng Arteta đã biết mình phải làm gì trong phiên chợ đông sắp tới. Trước mắt, để có đủ khả năng cạnh tranh cho một vị trí trong top 4, tất nhiên là Arsenal cần phải tiếp tục nâng cấp đội hình. Nhưng hơn hết, Arteta đã hoàn toàn chính xác khi mà ông có tính đến chuyện giải quyết tương lai của những cầu thủ chuẩn bị đáo hạn hợp đồng. Trong số này, chỉ có Lacazette được đánh giá như một nhân tố thực sự chủ chốt và đáng để pháo thủ tiếp tục gia hạn. Trong khi đó, toàn bộ những cái tên còn lại hoàn toàn là những người thừa tại Emirates, từ Eden Nketiah, Callum Chambers, Mohamed Enneni, Sikula Sinyak hay có thể là Nicolas Pepe. Chiến thắng mới đây của Arsenal trước Leeds United đã không hoàn toàn trọn vẹn khi pháo thủ đã không thể giúp Aaron Ramsdale giữ sạch mảnh lưới. Bên cạnh đó, Takehiro Tomiyasu đã phải rời sân trong hiệp 2 sau khi phải đón nhận một cú tắc bóng vào mắt cá chân. Tuy nhiên sau trận đấu, huấn luyện viên Mikel Arteta xác nhận cầu thủ người Nhật Bản gặp vấn đề về cơ bắp chứ không phải về mắt cá. Nguyên nhân ông thầy người Tây Ban Nha rút Tomiyasu khỏi sân nghỉ sớm chỉ đơn giản là để tránh nguy cơ cầu thủ này dính một chấn thương nặng. Đây có thể nói là một động thái hoàn toàn chính xác của Arteta vì Ngoại hạng Anh đang trong giai đoạn tránh nước rút 3 ngày một trận. Vì vậy chấn thương là điều rất dễ xảy ra với mọi cầu thủ. Ngoài ra, huấn luyện viên Mikel Arteta cũng tiết lộ thêm tiền vệ Sami Lukonga và trung vệ Pablo Mari đã dương tính với Covid-19. Khi được hỏi vì sao trung tâm London Coney phải đóng cửa vào thứ năm, Arteta trả lời: "Chỉ là đề phòng, bởi vì chúng tôi có một số ca nhiễm trong ban huấn luyện và chúng tôi muốn ngăn chặn bất kỳ vấn đề nào có thể xảy ra. Nhưng đội bóng ở cùng giải đấu, khi có một vài ca nhiễm thì số ca sẽ tăng rất nhanh. Chúng tôi muốn bảo vệ người của mình, đó là lý do Arsenal quyết định đóng cửa trong một ngày, tránh xa khỏi nơi này và đảm bảo kết quả xét nghiệm của mọi người đều là âm tính. Chúng tôi muốn đảm bảo khi trở lại thì tất cả đều an toàn." Tờ ESPN tiết lộ, Arsenal đã hỏi mua Anthony Martial vào tháng 1 năm 2018. Cùng thời điểm đó, huấn luyện viên Jose Mourinho tỏ ra rất hứng thú với Alexis Sanchez và Arsenal cũng sẵn sàng gán chân sút người Chile vào thương vụ trao đổi này. Tuy nhiên sau đó Man United đã từ chối. Thay vào đó, Quỷ Đỏ thuyết phục Arsenal trao đổi Sanchez lấy Henrik Mkhitaryan. Kết quả sau đó của vụ trao đổi này thì ai cũng đã rõ, cả hai đều đã khăn gói rời nước Anh để chuyển sang Serie A chơi bóng. Hiện tại, Arsenal lại đang có cơ hội ký hợp đồng với Martial một lần nữa. Ở thời điểm hiện tại, theo nguồn tin từ Telegraph, Man United sẵn sàng bán được Martial nếu nhận được ít nhất 20 triệu bảng từ các đối tác.